hết rồi, thôi hết đạo quân thần. Tổ tiên hãy chờ ta nơi chính xuôi. Yeah! Sinh nhật phụ gần ta nghe con nói, nỗi vui mừng chiến thắng của toàn dân. Hoàng đế Quang Trung đã đại phá quân Thanh, đuổi giặc ngoại xâm ra ngoài bờ cõi. Thưa cha, Lê Nương nàng, nàng gì ta? Trịnh Lan, Trịnh Lan, cảm tạ đất trời phù hộ. Cha ơi, chàng đã về rồi, xin cha đừng sợ, gia đình mình lại đoàn tụ từ đây. Con rể quan nay đã về đây, hẳn muốn bắt tố vợ ra pháp trường xét xử. Được, cứ bắt ta đi, đừng nể tình chủ tử. Con đâu dám, cuối xin cha lượng thứ. Tội bỏ nhà, biệt xứ đi xa, sớm hôm không được phụng dưỡng cha già, để vợ dạy mong chờ ngày đêm lo lắng. Trịnh Lan, Trịnh Lan. Thưa cha, phận làm trai xin thời lý loạn, biết lập thân chọn chúa tôn thờ. Nghe Bắc Bình Dương đức độ từ xưa, đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo. Dạ đúng đó thưa cha. Thưa cha, Dương vào Thăng Long một lòng giữ đạo, theo lễ phù lê tắt đất không màng, nhặt gì cụ trào thống dưới ngoại bang, làm chuyện rước voi về dày mã tỏ. Khoan, còn chưa vội động ngôn xét xử. Sự nghiệp nhà Lê sách vở còn ghi, đánh đuổi giặc Minh một cõi yên bề. Đã mấy trăm năm thay trời trị nước, chuyện ngoại xâm quả ra ngoài dự ước, ai biết đâu tôn sĩ nghĩ thay lòng. Dạ thưa cha, khi chiếm được Thăng Long, tôn sĩ nghĩ âm mưu thừa cơ cướp nước. Tôn sĩ nghĩ thật là gian ác. Thưa cha, Bắc Bình Dương đã nhìn xa thấy trước, nên vì dân vì nước lên ngôi, dưới đất nhân tâm trên thuận lập đời, gươm trừ bạo mãi sáng ngời chính nghĩa. Đúng đó thưa cha, sách có câu dĩ hòa vi quý, cuối xin cha nương nhẹ cho chàng. Thời thế chuyển vần cũng lẽ đương nhiên, làm kẻ sĩ phải biết thuận thiên hành đạo. Thôi thôi được, cũng đành. Cơ trời huyền hảo, cuộc nhân sinh như hổ vô thường, nay tre già măng mọc cao hơn, cảnh thế tục ta không màng thêm nữa. Vậy các con hãy cùng ta tạ ơn tiên tổ, cầu cho mùa xuân thiên hạ thái bình. Cầu cho mùa xuân thiên hạ thái bình.
Kính thưa quý vị, đây là cái phần nhạc kịch do đoàn nghệ thuật từ Michigan sang trình diễn, gồm có câu lạc bộ Hùng Sử Việt ở Michigan, Quang Trung Đại Phá Quân Thanh, Phan Trần đóng vai vua Quang Trung. Trà pháo tay dành cho vua Quang Trung quý vị, vua mà hồi xưa đó. Với sự phụ giúp của Bích Anh, Phương Lam, Thảo Trâm, Ái Thu, Ái Trúc, Thụy Vi, Jimmy, Steven, Anh Bi, Cẩm Tuyền, đặc biệt nghệ sĩ Ngô Sĩ Hân, vai Lê Lão Tướng. Xin mời Lê Lão Tướng bước ra sân khấu. Thi Đức vai Trịnh Trang Sĩ, Phương Thảo vai Thảo Nhi, Phương Linh vai Lê Nương, Lệ Nương và nhạc sĩ Nguyễn Công Bình vai Tiểu Đồng. Trà pháo tay dành cho đồng nghiệp. Thưa quý vị, what's your name, please? My name is Brad. Brad. Okay. Điều đó cho thấy rằng người Mỹ không phải tham chiến Việt Nam sau này, mà từ thời đại phá Quang Trung có Mỹ tham chiến rồi. Thank you. Cảm ơn, trọng pháo tay đặc biệt. Dạ. Hoàng thượng dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Cảm ơn, dạ. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay đúng ra thông lệ là có break time, mình không có break time, no intermission. Cho nên quý vị nào cảm thấy mà đi ngưỡng mặt mà đi, sao cúi đầu tôi nhục tôi sợ hãi mà chi. Ngưỡng mặt mà đi, ngưỡng mặt mà đi, như cha ông sát phạt tiêu diệt